Chào mừng quý vị đến với chương trình Nghệ sĩ và sàn diễn do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Kính thưa quý vị, chúng tôi muốn được giới thiệu trong số này một câu lạc bộ mà 3 năm qua họ đã trở nên quen thuộc đối với những khán giả nông thôn cũng như là những khán giả ở các trường tiểu học, trung học của Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân, trực thuộc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Một bộ phim phóng sự về nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã được câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân dàn dựng. Các nghệ sĩ Mai Thế Hiệp, Huỳnh Quý, Nguyễn Phi Long, Võ Thanh Tiền, Lê Mạnh Phương đã có mặt tại khu lưu niệm của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu để thực hiện bộ phim này. Đây là công trình nhằm tôn vinh giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và tôn vinh cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, là một trong các hoạt động tích cực của tỉnh Bạc Liêu nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị bản và cổ Hoài Lan trong đời sống đương đại. Bộ phim còn có những phát biểu của các nghệ nhân, nghệ sĩ đã cùng ôn lại hoàn cảnh ra đời bản và cổ Hoài Lan và ôn lại những đóng góp của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân cho sự ra đời và phát triển của bản nhạc giàu truyền thống. Vui mừng hơn khi nhân sự kiện này, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã trao quỹ hỗ trợ, bảo tồn và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ Lê Tài Khí cho 14 gia đình nghệ sĩ, nghệ nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 10 triệu đồng một gia đình. Bản và cổ Hoài Lan là một sản phẩm tinh thần kỳ diệu. Đây không chỉ là món ăn tinh thần và là niềm tự hào của riêng người dân Bạc Liêu, mà còn của cả người dân Nam Bộ, của cả dân tộc và hàng triệu người yêu thích âm nhạc dân tộc trong và ngoài nước. Bộ phim này nói lên những nỗ lực giữ gìn không gian đờn ca tài tử Nam Bộ để xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà tổ chức UNESCO đã vinh danh. Kính thưa quý vị, Mai Thế Hiệp đang có mặt tại khu lưu niệm Viện Bảo tàng Cố Nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại Bạc Liêu. Và đây là một góc của Viện Bảo tàng, nơi trưng bày rất nhiều các hình ảnh của các nghệ sĩ đã một thời làm nên những nét vàng son cho nền nghệ thuật cải lương của Nam Bộ. Ở đây thì các vị có thể thấy rằng trên này là một cái rạp hát đầu tiên của Việt Nam ở Mỹ Tho. Rồi kế bên đây là những người nghệ sĩ đã từng đoạt giải cải lương ở Thanh Tâm. Ở đây là một trong những người nghệ sĩ phải nói rằng là cây đại thụ của nền cổ nhạc miền Nam, đó là nghệ sĩ cải lương Phùng Há. Ở dưới này thì chúng ta có thấy hình ảnh của nhà hát lớn thành phố thời rất là xa xưa. Bên đây thì chúng ta thấy có hình của nghệ sĩ Thanh Sang và nghệ sĩ Bạch Tuyết trong vở cải lương Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga. Xin chào quý vị và các bạn. Bên cạnh Phương đây là máy hát đĩa lớn. Nó xuất hiện vào những năm 40-50 của thế kỷ trước. Để sử dụng những máy đĩa này thì chúng ta phải quay cơ học chuyển động. Và ngày xưa các nghệ sĩ thu cho mình những bản ca cổ, bản tuồng. Thì để nghe lại thì chúng ta nghe lại bằng máy hát đĩa này. Bên cạnh Phương đây là những trang phục cải lương. Khi các nghệ sĩ bước lên sân khấu sẽ khoác lên mình những trang phục để thể hiện nhân vật của mình, có vai ông vua, vai hoàng hậu và rất nhiều vai khác nữa. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng Phương tiếp tục tham gia. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại Nguyễn Phi Long đã có mặt tại khu trưng bày của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại tỉnh Bạc Liêu. Và đằng sau Phi Long đây chính là những bức tượng sáp tượng trưng cho những nghệ nhân đờn ca tài tử thời xưa. Nhưng sau những khoảng thời gian làm đồng áng vất vả thì mọi người lại cùng nhau quay quần bên nhau, sum họp để có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cũng như những nỗi niềm trong cuộc sống. Đây chính là những khoảng thời gian ấm áp và vô cùng đầy ắp tình người. Đó chính là những khoảng thời gian để họ có thể tạo nên những bài bản hay. Và đó chính là một trong những yếu tố tạo nên nghệ thuật đờn ca tài tử của chúng ta ngày hôm nay. Huỳnh Quý đang có mặt tại khu lưu niệm của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Và nơi đây đang treo giữ tấm bằng vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
do chính tổ chức UNESCO công nhận. Và đây chính là nơi lưu giữ những bức ảnh vô cùng quý giá. Hình ảnh ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, đón nhận tấm bằng vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Tấm bằng này được đón nhận tại thành phố Hồ Chí Minh và nay đã được treo tại khu lưu niệm của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân Huỳnh Quý tiếp tục tham quan khu lưu niệm này nhé. Xin chào quý vị và các bạn. Và đây chính là chiếc tủ trưng bày những loại vật cụ dân tộc độc đáo của loại hình đờn ca tài tử Nam Bộ. Kính thưa quý vị, ngay từ nhỏ, Huỳnh Quý đã vô cùng thích một loại nhạc cụ rất là đặc biệt. Sở dĩ nó đặc biệt là tại vì chỉ với một giây thôi, nó có thể tạo nên được những âm thanh rất là trầm ấm, động lại cho người nghe những nỗi niềm sâu lắng, những cảm xúc vô cùng da diết. Đó chính là chiếc đờn bầu. Đờn bầu còn có một tên gọi khác, đó chính là độc huyền cầm. Và tiếp theo, xin mời quý vị cùng xem một loại nhạc cụ khác, chính là đàn tranh. Đàn tranh được rất nhiều nghệ nhân nổi tiếng sử dụng, trong đó có danh cầm Bảy Bá, chính là nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu sử dụng đàn tranh. Và đây chính là song lan, chính là những nhạc cụ không thể thiếu của nghệ thuật đờn ca tài tử. Đờn guitar phím lõm, đờn cò và đờn kìm bằng gỗ dừa. Và đây chính là đờn gáo. Và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng đến với khu di ảnh thờ của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu nhé. Kính thưa quý vị, Thanh Tiền đang đứng tại bàn hương án của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, người đã sáng lập ra bản Dạ Cổ Hoài Lan. Mà chính ngày hôm nay đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh Bạc Liêu sẽ có một đêm kỷ niệm 95 năm bài Dạ Cổ Hoài Lan ra đời. Đối với bản thân tôi là một nghệ sĩ thì tôi rất là hạnh phúc và rất là xúc động khi đứng trước di ảnh của ông. Và cũng nhờ ơn ông, bản Dạ Cổ Hoài Lan mà đã đưa cải lương phát triển cho đến ngày hôm nay. Cái tâm nguyện của tôi là tôi sẽ làm hết sức mình để xứng đáng với những công lao mà ông đã cống hiến cho nghệ thuật cải lương. Kính thưa quý vị, hôm nay Thanh Hiệp mời đến trường quay Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh một câu lạc bộ sân khấu hiện nay đang được các bạn trẻ rất là quan tâm, đó là câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân, trực thuộc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một đơn vị nghệ thuật đã có 3 năm thành lập và đã đem rất nhiều niềm vui đến cho khán giả ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở các tỉnh nói chung. Họ cũng đang thực hiện một chương trình rất là ấn tượng, đó là chào mừng những thành tựu kinh tế văn hóa của cộng đồng ASEAN nhân kỷ niệm 20 năm Việt Nam tham gia với cộng đồng quốc tế này. Xin được giới thiệu bên trái của Thanh Hiệp, đó là diễn viên Nguyễn Anh Tú. Người ngồi giữa là nghệ sĩ Chấn Cường. Kế bên là diễn viên Quỳnh Quý. Và một chàng trai rất là dễ thương và lúc nào đi đâu cũng có cây đờn bầu bên mình, đó là Nhật Khánh. Câu hỏi đầu tiên thì Thanh Hiệp muốn gửi đến diễn viên Quỳnh Quý. Anh là người đã gắn bó mật thiết với câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân 3 năm. Và bên cạnh những cái vai diễn được khán giả yêu mến thì anh còn là một cái người luôn dẫn chương trình và thực hiện những cái phóng sự của câu lạc bộ Lạc Long Quân để giới thiệu về đờn ca tài tử và giới thiệu về những nét đẹp của chương trình sân khấu học đường. Anh có thể nói lên những cái tình cảm của mình và điều gì động lại nhất trong anh sau 3 năm gắn bó với câu lạc bộ này? Xin cảm ơn anh Thanh Hiệp cũng như là quý vị khán giả đã dành những lời khen tốt đẹp tới cho Quỳnh Quý cũng như câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân, sân khấu Sen Hồng và nhà hát kịch thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho anh em trong câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân có cơ hội để gắn bó và thỏa niềm đam mê để thực hiện nghề. Đó là một điều may mắn. Nói đến Quý thì có thể là những vai diễn của Quý luôn nhắc nhở Quý phải luôn cố gắng, không ngừng nỗ lực để ngày phát triển khả năng diễn xuất của mình tốt hơn, mang đến những vai diễn thật hay đến quý vị khán giả. Còn điều mà động lại trong Quý đó chính là chuyến đi về Bạc Liêu cùng với câu lạc bộ do Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố đã giao lại cho câu lạc bộ thực hiện nhiệm vụ là quay lại một phóng sự truyền hình nói về bảo tàng lịch sử của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu nhằm tôn vinh giá trị của bản Dạ Cổ Hoài Lan cũng như là tri ân công lao của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu
và thế hệ cô chú nghệ sĩ đã giữ gìn phát triển bản và cổ Hoài Lan. Rất là vui khi mà những cái phóng sự mà Quỳnh Quý cũng như các bạn thực hiện sẽ góp phần không nhỏ vào những cái hoạt động chung của thành phố chúng ta. Nhắc đến Chính Cường thì chắc có lẽ chúng ta không quên những cái vai diễn lúc mà anh mới lên 7-8 tuổi, thì anh đã là một trong những gương mặt sáng giá thời đó của một loạt những cái bộ phim truyền hình như là Cổ tích Việt Nam. Và nhắc đến những cái bộ phim mà Chính Cường đã từng tham gia thì khán giả còn nhớ đến như là Người Thừa, Cậu Bé Có Tài Mở Khóa, Cậu Bé Thông Minh. Sau khi thời gian anh tham gia với Đồng Hóa Bạch Long thì anh đã gắn bó với câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân. Anh Chính Cường có thể kể về những cái kỷ niệm mà anh đã gắn bó với câu lạc bộ khi mà đến với những cái vai diễn ca ngợi truyền thống đấu tranh và truyền thống bảo vệ dân tộc. Qua những cái tác phẩm đó thì anh cảm thấy có những cái điều gì còn động lại trong lòng mình? Suốt thời gian mà gắn bó với lại câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân á, thì Chính Cường được giao những cái vai như là Nguyễn Địa Lô, hay là vai tướng giặc trong Ngô Quyền. Nguyễn Tâm, dạ, con hãy dùng những mũi tên đồng nhắm thẳng quân thù mà bắn những kẻ đang tâm ban nước, đem thân mình dâng nạp cho lũ giặc cuồng ngông. Ta không có đứa con này. Sư phụ ơi, con nhớ một lời hứa thân thương. Khi con chỉ là đứa bé thơ tuổi lớn mười, theo sư túc sống mang vượt bao ngàn trùng dung si. Yên ngựa con ba nơi nằm toán mọi giáo sông tới biên cường đánh đuổi bọn cướp nước. Cô không xứng đáng được tôn khen trọng, cô không xứng đáng đứng trong đội ngũ của chúng ta. Cô biết không, Nguyễn Tâm ơi, con nghĩ điều đó sẽ thành sự thật, vì Nguyễn Phục sẽ hiểu rõ trước sau khi nhìn đoàn quân bảo vệ. Cảm ơn con đứng lên. Phải khi thằng Phục nó có chí hướng giống như con,
không đầu hàng quân xâm lược. Để ta nói cho con nghe, con biết nửa bức ngôn đồ Đại Việt đó, nó dâng nạp cho quân giặc đó, nó chỉ là giả thôi con à. Giả thôi phụ? Vậy còn nửa bức ngôn đồ thực đâu thưa phụ? Ta đang giữ trọng trách của non sông đây. Mình phải thúc phụ. Vậy thúc phụ tha lỗi cho đại quân nha thúc phụ. Không, lệnh của ta kỳ xuất binh dù phải hy sinh hủy một. Cha, cha xuất binh. Cha, chỉ thị dân nước Nam mãi mãi trường tồn cùng sông núi. Thề đặt tán sử bành trước mẹ lũ xanh lăng. Con ơi, ôi tình cha thân thiết, ôi nghĩa mẹ bao dung. Người nhân mãi tôn cùng, lòng con thơ tiểu thảo. Lời ca dòng mãi ngàn xuân, lời ca theo từng nhịp thở. Kính dân hồn sông núi, thắp sáng nghĩa can trường. Cho đời con lưu dấu, sống mãi cùng quê hương. Quyền xuất binh! Quyền cơ đầu, xuất lại! Hạ quân, theo ta, khai bạc y chơi! Nhờ những vai diễn đó mà Chấn Cường đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và hoặc là trong nghệ thuật của mình. Chúng em có những cái buổi sinh hoạt biểu diễn tại các trường học cũng dịp Tết vừa qua, đem đến cho các em, dạy các em những vũ đạo hoặc là những cái võ thuật để các em hiểu thêm hơn về bộ môn nghệ thuật tuồng cổ cải lương. Để tụi em rút kinh nghiệm, tụi em lấy những cái đó để mà biểu diễn sinh hoạt tại trường. Thì đông đảo các trường học, rồi những nhà văn hóa thiếu nhi như là quận Gò Vấp, là Hóc Môn, quận 5, quận 10 trong thành phố Hồ Chí Minh, các em cũng đến để mà tham gia mà học hỏi những cái buổi biểu diễn như vậy. Đúng không? Ồ, như vậy là sắp tới đây thì các em đó cũng hy vọng cũng sẽ gắn bó với nghề nếu mà sau khi mà đã hoàn thành những cái hiệu quả trong học tập, đúng không ạ? Dạ dạ. Còn một câu hỏi dành cho bạn Nguyễn Anh Tú. Hiện nay thì bạn cũng là người tham gia với câu lạc bộ Lạc Long Quân và đã tham gia rất nhiều những cái chuyên đề sân khấu mà Thanh Hiệp cũng như một số bạn đã từng xem ở sân khấu Sen Hồng. Có những cái chuyên đề rất hay, khán giả đã rất là khen ngợi. Thì bạn có thể giới thiệu rõ hơn về cái hoạt động đó của mình được không ạ? Thì hiện tại trong thời gian này, câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân của chúng em á đang thực hiện một cái chương trình chuyên đề về giao lưu văn hóa chào mừng sự kiện 20 năm Việt Nam gia nhập cộng đồng ASEAN. Mình thật may mắn khi được tham dự nhiều chương trình giao lưu văn hóa quốc tế với nhiều bộ môn nghệ thuật giữa các nước bạn bè trong khu vực. Thời gian gần đây thì các thành viên trong câu lạc bộ sân khấu đã được đi qua tới Thái Lan. Các bạn đến Bangkok à? Đến Bangkok Thái Lan. Thì mục đích của chuyến đi này là nhằm giao lưu văn hóa giữa các nước ASEAN. Và điều quan trọng là nhóm trẻ của tụi em có thực hiện một cái clip ở trong một bảo tàng Sáp của Bangkok nhằm giới thiệu về cho các bạn trẻ Việt Nam về những danh nhân văn hóa, về những ca sĩ, những ngôi sao nổi tiếng trên thế giới. Ấn tượng trong chuyến đi là có vài du khách nước ngoài đã xin chụp hình. Thì thấy rất là vui, là tự hào là mình bận một bộ áo dài trên đất khách mà mình lại được du khách nước ngoài chú ý đến như vậy. Thì đó là một kỷ niệm rất là quý. Kỷ niệm rất đẹp đúng không ạ? Dạ. Vâng. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn mà các thành viên của câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân đã thực hiện tại Bangkok. Câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân đã thực hiện những MV giới thiệu về đời sống văn hóa, những danh lam thắng cảnh của một số nước ASEAN. Nói tới bảo tàng Sáp ở Bangkok, họ đã có một chuyến đi thật ý nghĩa khi giới thiệu với du khách các nước áo dài Việt Nam trong chuyến tham quan này.
nhiều du khách đã xin chụp ảnh lưu niệm với năm chàng trai đến từ Việt Nam với chiếc áo dài gấm thật đẹp. Bảo tàng Sáp tại Bangkok, Thái Lan là một bảo tàng thứ 10 trong hệ thống bảo tàng Sáp Madame Tussauds trên toàn thế giới và là bảo tàng thứ 3 của châu Á. Bảo tàng được khai trương ngày 4 tháng 12 năm 2010. Bảo tàng Sáp là một địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, nên hiện nay điểm tham quan này đã trở thành một trong những địa điểm mà các tổ chức du lịch đưa vào chương trình tham quan cho du khách. Tại đây có 9 khu vực giới thiệu những danh nhân văn hóa thế giới, những ngôi sao sân khấu, ca nhạc, điện ảnh. Khu vực tượng Sáp về lịch sử là nơi dành cho các bạn trẻ tận mắt khám phá về lịch sử của những người đã có tác động ảnh hưởng châu Á và thế giới. Khu vực giới thiệu các nhà làm nghệ thuật nổi tiếng, nghệ sĩ dân tộc của các nước trong khối ASEAN đã níu chân khách du lịch mỗi khi đến với bảo tàng này. Câu lạc bộ chúng em ấn tượng nhất là được tham gia một chuyên đề sân khấu giới thiệu về nét độc đáo của những nam nghệ sĩ chuyên diễn những vai kép độc. Ồ. Trong sân khấu cải lương. Ồ, kép độc là một cái tính cách rất là độc đáo của sân khấu cải lương đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Cái mục đích để thực hiện cái chuyên đề này là muốn giới thiệu đến cho khán giả một cái chuyên đề chuyên đi sâu vào học thuật của sân khấu cải lương và giúp cho khán giả yêu thích nghệ thuật hiểu biết thêm, có cái nhìn rộng hơn về những thành công của các kép độc. Có một lần câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân may mắn được trò chuyện với cô nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, thì cô đã nói rằng là những cái vai diễn mang cái sự kích thích, mang cái sự bùng nổ dẫn đến cao trào cho một vở diễn là một cái vai diễn cực kỳ quan trọng. Có thể khẳng định rằng là nếu mà không có những vai diễn kép độc thì sân khấu cải lương đã mất đi sức hút của nó. Đó là những vai phản diện. Dạ, đúng cần rồi. Thiết cho một cái vở kịch hoặc một vở cải lương. Dạ. Thế riêng bạn thì bạn có bao giờ thử đóng những cái vai kép độc lần nào chưa? Ở cái tuổi trẻ như các bạn đây chắc là hiếm khi nào nhận những cái vai đó hả? Có sợ không? Dạ, thú thật thì riêng bản thân của Tú hay là các bạn trong câu lạc bộ Đại Long Quân thì khi được giao một vai kép độc thì rất là sợ khi những thể hiện những vai đó, vì khi thể hiện không tốt thì sẽ không tạo được cái yếu tố cao trào. Bởi vậy khi nhận được những cái vai đó thì cố gắng lắm, học hỏi tìm hiểu về vai diễn nhiều hơn. Xin được hỏi bạn Nhật Khánh, vì sao bạn đến với cái bộ môn này, nhất là học đàn bầu, có khó lắm không đối với một cái người trẻ hiện nay? Từ lúc bé xíu á thì Nhật Khánh đã đam mê cái đàn bầu này rồi. Thì từ những phong trào đàn ca tài tử tại địa phương, tại huyện Tân Thành, nơi mà Nhật Khánh đã sinh ra và lớn lên, thì Nhật Khánh cứ tự hỏi vì sao, tại sao cái đàn bầu này chỉ có một cọng dây thôi, nhưng mà khi mà các bác, các chú á, khải vào sợi dây á, thì nó phát ra những âm thanh vi vu, trầm bổng, ngâm nga, rất là hay. Cũng vì lý do đó mà Nhật Khánh quyết định tìm tòi và học hỏi. Đến nay Nhật Khánh đã gắn bó với cây đàn bầu đã hơn 10 năm. À, 10 năm rồi. Dạ. Một quá trình rất là công phu để có thể học. Dạ. Và từ khi Nhật Khánh biết đàn bầu thì Nhật Khánh đã tham gia câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân. Và Nhật Khánh đã được đi đến nhiều nơi đi biểu diễn. Bạn có thể giới thiệu với khán giả của chương trình Nghệ sĩ và sàn diễn một bản đơn nào đó? Nhật Khánh thích nhất á, là bài Phi Dân Điệp Khúc của nhạc sĩ Văn Giỏi.
rất là hay. Phải nói rằng là bài bản Phi Dân Điệp Khúc này Thanh Hiệp đã nghe rất nhiều các nghệ nhân chứ danh của miền Nam thể hiện, nhưng mà với cái cách thể hiện của bạn Nhật Khánh ở đây thì thấy rằng có một cái sức trẻ ở trong sự thể hiện của bạn, cho thấy rằng bạn cũng đã tập luyện rất nhiều để có thể đạt được một cái sự mượt mà da diết qua cái ngón đờn của mình. Thanh Hiệp muốn dành cho bạn một câu hỏi, những cái kiến thức để có thể tự học rất là khó khăn, nhưng hiện nay bạn đã thông qua những cái điều gì đó để có thể có được những cái kinh nghiệm tự tin đến với việc gắn bó với câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân? Từ những lần đi lưu diễn thì Nhật Khánh cũng sưu tập về những tài liệu, tư liệu về các bậc nghệ nhân đã đi trước, như ông Văn Dĩ, nghệ sĩ ưu tú Ba Tu, thạc sĩ Hình Khải, vân vân. Mà Nhật Khánh rất là say mê những ngón đờn của các nghệ nhân đã cống hiến cho đời và sân khấu, như ông Văn Dĩ, ban Bảy Bá, ông Chính Trích, ông Bị Trổ, vân vân. Đó là những cái nghệ nhân rất là nổi tiếng của phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ. Dạ, đúng rồi. Cũng có rất nhiều bạn trẻ nói sao Nhật Khánh còn trẻ như vậy mà lại thích cái đàn bầu như vậy. Thì Nhật Khánh trả lời rằng đó là niềm tự hào của Nhật Khánh đã giữ được nếp văn hóa của ông cha ta để lại. Với cái tinh thần đó thì Thanh Hiệp nghĩ rằng các bạn ở câu lạc bộ Lão Quân cũng vậy, đúng không ạ? Sẵn đây thì muốn dành một câu hỏi cho nghệ sĩ Chấn Cường. Những nghệ sĩ nào đem những cái kinh nghiệm để có thể truyền đạt cho các bạn, và nhất là giữ được cái lửa yêu nghề để các bạn có thể gắn bó với hoạt động của câu lạc bộ? Rất là vinh dự được các cô chú nghệ sĩ nổi tiếng cùng dìu dắt những diễn viên trẻ của tụi em, như là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào, cô Kiều Phượng Loan, cô Mỹ Chi, với lại má Úc Bạch Lan. Anh Thanh Hiệp ơi, hôm nay đến đây với chương trình với tụi em có má Úc Bạch Lan nữa. Cô Úc cũng có đến đây với các bạn Dạ. Thế thì sao các bạn không mời cô Úc vào đây để chúng ta có thể tìm ra một cái tiết mục nào đó để tặng cho chương trình nghệ sĩ và sàn diễn? Màu quá trắng là loài quá lang trắng, lạc lòng mùi hương giữa núi rừng, giữa khoảng xuân thời phai sắc tâm, bây giờ hương nhuy có còn bất ngờ quá. Nhật Khánh và các bạn của Lạc Long Quân làm cho tôi bất ngờ khi mà mời đến phim trường sậu nữ nghệ sĩ ưu tú Bạch Lan. Xin chào cô Út ạ. Chào anh Hiệp, chào mấy cháu mấy em. Dạ. Viết xong bốn câu thơ đó là của ai không? Dạ, của ai ạ? Bài Loài Hoa Lan Trắng của soạn giả Diễn Châu đã viết tặng riêng cho cuộc đời của Út. Dạ, dạ, rất là xúc động khi mà nghe lại bốn câu thơ này. Thương mấy em luôn á. Dạ. Út muốn hát lại cho nó nghe, với lại muốn gặp lại các em các cháu. Ráng nha. Dạ. Yêu nghề thì phải ráng yêu hoài. Nghiên cứu ra cái gì mới mẻ để mình giữ cái nghề, để cho khán giả thương mình, để đáp lại cái lòng thương của khán giả. Và Út Bạch Lan cũng có lời dạ cảm ơn quý khán giả đã thương Út Bạch Lan cho tới giờ này, ngoài 80 rồi mà cũng vẫn còn được thương yêu. Út Bạch Lan cảm ơn nhiều lắm. Và Thanh Hiệp nghĩ rằng đây sẽ là một cái kỷ niệm không quên đối với các bạn của sân khấu Lạc Long Quân, khi mà các bạn cùng đến đây và chia sẻ những cái công việc của mình đối với khán giả, nhất là có sự đồng hành đáng quý của các thế hệ đi trước, trong đó có cô Bạch Lan. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đã khép lại với bốn câu thơ mà sầu nữ Cố Bạch Lan đã tặng cho quý vị. Và Thanh Hiệp hy vọng rằng với sự đồng hành đáng quý của các thế hệ đi trước thì câu lạc bộ này sẽ luôn gặt hái những thành công, và nhất là tạo được những dấu ấn mới trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Xin chào tạm biệt quý vị.